Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh và rất là vui mừng được nói chuyện với anh Đỗ Hùng, một nhân vật đấu tranh, một người bạn rất lâu năm của anh em chúng tôi tại miền Bắc California. Mà trong cái chuyến rời xa thành phố San Jose để về định cư tại Oregon, thì nay chúng tôi mới có dịp thưa chuyện lại với anh. Và lần này có lời thưa quý vị, không những mừng được nói chuyện với anh Đỗ Hùng mà chúng tôi còn có dịp được gặp lại người anh em cũ, đó là anh Từ Đức Tháo, là chủ tịch cộng đồng người Việt tại Oregon, và được gặp anh Phạm Minh, được nói chuyện với anh Phạm Minh là chủ tịch cộng đồng người Việt tại thành phố Vancouver. Mà Vancouver này không phải ở Canada thưa quý vị, Vancouver ở tại Washington thưa quý vị. Và trước hết chúng tôi xin mời anh Đỗ Hùng, anh Từ Đức Tháo và anh Phạm Minh gửi lời chào đến quý độc giả và thính giả khán giả của Cali Today ở mọi nơi tới anh. Dạ vâng, chào anh Nam. Hôm nay cũng rất là một cái dịp rất là may là có dịp trở lại với đồng hương Bắc Cali, và đặc biệt là hôm nay đúng như Nam giới thiệu đó, là từ hồi mình qua đây mình cũng may mắn là gặp được hai người anh em rất là trẻ mà chủ tịch cộng đồng, coi như một bên là tiểu bang anh Phạm Minh, mà nếu mà cái hình ảnh mà quý vị nhìn lên đó là anh Phạm Minh là người duy nhất mà đeo kính cận đó, chứ còn anh Tháo với tôi thì không có đeo kính, nhưng mà cái người mà đeo kính đó là anh Phạm Minh. Anh Phạm Minh là hiện giờ đang là chủ tịch cộng đồng của thành phố Vancouver, Washington, Clark County, và anh Từ Đức Tháo là chủ tịch cộng đồng Portland, Oregon. Mời anh Tháo. Xin mời anh Tháo gửi lời chào đến quý vị. Dạ, hân hạnh gặp lại anh, thưa anh Tháo. Dạ, quý khán thính giả khắp nơi ở tiểu bang California và tiểu bang Oregon. Dạ, mình xin tự giới thiệu, mình là Từ Đức Tháo, chủ tịch cộng đồng Việt Nam Oregon. Một lần nữa rất hân hạnh được anh Nam phỏng vấn hôm nay. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cũng hân hạnh được gặp lại anh, hay nữa nói chuyện cùng với anh ngày hôm nay. Dạ, và mời anh Phạm Minh gửi lời chào đến quý vị, thưa anh. Dạ, xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nam, và kính chào toàn thể quý vị ở Bắc Cali và tất cả trên nước Mỹ. Dạ, thưa quý vị, có lẽ chúng ta thấy rằng trong cái văn hóa Việt Nam có câu rất là hay: tre già thì măng mọc. Các thế hệ cha anh của chúng ta đến đây đã lập nên cộng đồng, và thưa quý vị, một số anh chú bác đã lớn tuổi và đã nghỉ ngơi, và tuổi trẻ của chúng ta bắt đầu đứng lên thay thế cho anh đáp lời sông núi. Thưa quý vị, thì chúng ta có thấy những cái gương mặt rất là trẻ, như chủ tịch cộng đồng thành phố Houston là một người lính còn rất trẻ, thưa quý vị. Và hôm nay quý vị sẽ nghe câu chuyện giữa chúng tôi bên Đỗ Hùng của người còn trẻ và anh Từ Đức Tháo cũng như Phạm Minh. Thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên dành cho người bạn tri âm của chúng tôi là anh Đỗ Hùng. Anh đi khỏi San Jose một thời gian khá lâu, anh có cảm nhận chuyến đi đó có buồn không anh? Anh quen vùng đất mới chưa? Và anh có cảm nhận gì về thành phố cũ của anh, thưa anh? Lẽ dĩ nhiên anh Nam, là đương nhiên là khi mình rời cái thành phố ở đó cả mấy chục năm rồi, mình phải buồn, nhất là cái lần cuối cùng mà có dịp mà anh Nam phỏng vấn ở trên đài đó. Nhưng mà phải nói là trong cái buồn đó, nó cũng cái vui một cái là chính nhờ cái cuộc phỏng vấn mà cuối cùng đó của anh Nam đó, mà Hùng bị nhận diện khi mới qua Oregon, Portland, Oregon hoặc Vancouver, một cái là bị nhận diện liền. Thành ra qua bên này gặp được bên những anh em ở trong truyền thông đó, thì họ mới giới thiệu Hùng là anh Trung bên SBDN đó. Trong một dịp mình đi hội Tết cộng đồng vừa rồi, thì có cả hai anh Từ Đức Tháo, chủ tịch bên cộng đồng Portland, lẫn anh Phạm Minh là chủ tịch của bên Vancouver, tiểu bang Washington, thì anh Trung bên SBDN đã kéo Hùng ra giới thiệu với hai người trẻ mà chủ tịch rất là nhiệt thành ở đây liền. Thành ra đó là cái gì mà biết. Thành ra phải nói là cái vấn đề mà cái hệ thống truyền thông Cali Today nó vô tình là một cái nhịp nối rất là mạnh. Thành ra khi qua đây thì có dịp sinh hoạt nhiều, với lại tham dự mới thấy được cái phải nói là tại vì Hùng từng sinh hoạt cộng đồng bên đó rồi, Hùng mới thấy được những cái vấn đề rất là hy sinh mà nhiệt thành của anh Tháo với anh Minh. Là bởi vì anh Nam phải biết ở bên này đó, nó khác ở San Jose mình, cái chỗ là nó có tuyết. Trong cái thời gian mà anh Từ Đức Tháo với anh Minh mà tổ chức cái hội Tết đó, phải nói là rất là
đau khổ là mỗi lần đi họp. Trước khi tổ chức về là phải đi họp rất là nhiều lần, mà mỗi lần họp á, lái xe rất là khó khăn, là bởi vì đường là bị tuyết, rất là nguy hiểm. Thành ra Hùng mới nói là thấy mấy anh em đây có một cái sự hy sinh rất là nhiều. Nhưng mà thôi, để đó, lát nữa cho anh Tháo với anh Vinh là nói thêm vô nữa cái phần của mấy anh đó. Có lẽ câu hỏi đầu tiên, câu hỏi thứ hai chúng tôi dành cho anh Tháo, anh Từ Đức Tháo, một người mà chúng tôi đã biết danh và rất mến mộ. Thưa quý vị, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại thành phố Oregon, một thành phố mà mưa nhiều, nắng ít thưa quý vị, và rất là yên bình và hiền hòa như vậy. Anh thể giới thiệu đôi chút về Cộng đồng Người Việt tại thành phố Oregon, thưa anh. Dạ, cảm ơn anh Nam hỏi thăm về Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Oregon. Theo thống kê dân số năm 2010, cộng đồng người Việt tại tiểu bang Oregon lên đến khoảng 29.000 người, chỉ sau cộng đồng người Trung Hoa. Cộng đồng người Trung Hoa khoảng 35.000 người. Thì đây là một cái cộng đồng có thể nói là rất đông đảo kể từ năm 1980 trở về lại đây. Trở lại những năm 1975 cho đến năm 1980 thì số người Việt ở tiểu bang Oregon rất là ít. Kể cả những năm đầu tiên nữa thì cái số người Việt theo một người đã từng có mặt ở tiểu bang Oregon từ năm 1975 thì lúc đó khoảng chừng 120 người. Thì thưa anh, như vậy đó, còn cái cộng đồng Oregon thì nơi đó chúng tôi lên, chúng tôi thú lắm quý vị. Mà có điều cái cảm nhận đầu tiên khi mà chúng tôi từ Seattle lái xe về San Jose, ghé qua cộng đồng Oregon ăn phở, thì thưa quý vị, phở nấu rất là ngon, không kém gì California. Mà khi đứng dậy tính tiền khiến tôi giật mình, rồi cái giá nó rẻ hơn California nhiều quá. Đó là một kỷ niệm chúng tôi nhớ rất nhiều về thành phố Oregon. Thương mại rất là đông, rất là trụ phú, và sinh hoạt rất là dễ thương, giá cả rất nhẹ nhàng. Trở lại cái cộng đồng mà chúng tôi nghe lần đầu tiên đó, là cái tên Vancouver của thành phố Washington đó, nó khác với cộng đồng Vancouver tại Canada, thưa quý vị. Thì cộng đồng Vancouver như thế nào, thưa anh Phạm Minh? Dạ, xin chào anh Nam. Cộng đồng Vancouver thì nó chỉ cách một cái con sông gọi là sông Columbia. Columbia thì nó cách hai cái tiểu bang Washington và Oregon. Thì miền nam của Washington đó là dưới Seattle, thì mình có một cái thành phố gọi là Vancouver. Người ở đây thì họ thường marketing cái thành phố này để cạnh tranh với lại những cái thành phố khác, thì họ dùng cái từ là Vancouver USA. Thì mình có một cái cộng đồng đó khoảng chừng 4.000 người Việt mình, cũng được các chú các bác thành lập từ ngày mình đến đây năm 1975 và cũng duy trì nó được cho tới ngày hôm nay. Thì tình cờ 4 năm về trước mình cũng mua về thành phố này, và mình cũng giúp tài chính cho các chú các bác. Thì khi mình find out thì các chú các bác cũng bắt đã là yếu đi rồi, thì lúc đó mình mới nhúng tay vô làm. Thì cộng đồng mình bắt đầu 4 năm nay thì phát triển rất là mạnh lại. Một thế hệ trẻ bắt đầu nhúng tay vào, tất cả các anh chị em thì đa phần là có nghề nghiệp vững chắc. Mình đã khai sinh lại được một cái cộng đồng rất là mừng. Cả một cái vùng metro ở đây thì họ rất là ngưỡng mộ. Thì cái đó một cái rất là mừng cho cái cộng đồng hiện tại hôm nay tại Vancouver. Có phải cái nơi đó là nơi tôi có một người bạn, không phải đúng thành phố đó không, là anh mà Hà Bắc đó anh? Một cái... Yeah. Không biết anh phải sống tại cộng đồng Vancouver không anh nhỉ? Dạ đúng rồi, dạ. Dạ. Thì cộng đồng Vancouver cũng có rất là nhiều nhân tài đó thưa quý vị. Đặc biệt là chúng tôi biết từ một số anh em cũng rất là tài hoa. Ví dụ một cũng như đàn anh chúng tôi là ký giả Hà Bắc. Thưa quý vị, thưa hai anh, là cái điều mà chúng tôi rất ngạc nhiên là Đỗ Hùng, anh về đến đó, tôi cứ lo anh sẽ trở về lại San Jose, bởi vì anh sẽ nhớ cộng đồng ở San Jose. Mà xem ra là hai anh và cộng đồng của hai anh đã giữ chân người bạn chúng tôi trở lại. Và cái cảm nhận của anh Đỗ Hùng về hai cộng đồng như thế nào thưa anh? Phải nói là thưa Nam, chẳng hạn như là rất tiếc là tại vì mình không có qua hệ thống Skype để thấy mặt, chứ hiện bây giờ là Hùng đang có mặt ngay tại trụ sở của cộng đồng Portland Oregon của anh Từ Đức Tháo là chủ tịch, và cũng hiện diện trong này là có anh Phạm Minh là chủ tịch bên cộng đồng Vancouver.
thì phải nói là Hùng thấy cái lối tổ chức mà của anh Tháo bên mình đó, phải nói là rất là bên mà hay cái ý của mình khá là khi mà cái phần mà giới thiệu các đoàn thể hay là các quan khách đó, họ làm rất là ngắn gọn, tất nhiên là họ có những người MC dặn rất là rõ ràng là quý vị cứ ngồi yên tại chỗ khi chúng tôi giới thiệu tên, và chúng ta chỉ có tay một mình sau cùng sau khi giới thiệu xong rồi nó rất là đỡ giờ, chứ không phải như bên Bắc Cali mình mỗi lần mình giới thiệu cứ vỗ tay từng người một, nó kéo dài từ giờ ghê lắm. Và Hùng thấy bên này đó thì tại vì nó chỉ có một ban đại diện cộng đồng thôi, nó không có hai ba như chỗ khác đúc của mình, cho nên là cái sự đoàn kết họ rất là gắn bó. Những cái Hùng khi tham dự bên Vancouver của anh Phạm Minh thì thấy có anh Từ Đức Tháo cũng giúp đỡ một tay, và rồi bên anh khi Hùng qua bên Portland tham dự thì thấy bên phía bên anh Phạm Minh giúp vô, và cái ban đại diện của anh Từ Đức Tháo nó hơi có một cái đặc biệt á, là những thành viên trong cái ban chấp hành đó là rất là đa tài, vừa là ca sĩ vừa là MC mà đủ thứ hết tất cả, thành ra phải nói là rất là ấy. Và Hùng cũng thấy có cái sự hiện diện của rất nhiều giới chức của bên Portland cũng như bên Vancouver tham dự. Thành ra là Hùng mới thấy là phải nói là ở đây anh em rất là hài hòa, coi như là cộng đồng đây phải nói là họ rất là tham gia hưởng ứng những cái sinh hoạt của bên anh Tháo bên mình tổ chức đó Nam. Dạ, anh Đỗ Hùng làm như vậy, có lẽ Nguyễn Xuân Nam cũng đang rạo rực cái là tối nay phải canh mua vé giá rẻ để bay lên để thăm cộng đồng trên Oregon và trên Vancouver, và cái dịp tiếp xúc các người anh, người bạn của mình bằng xương bằng thịt, và chứng kiến một cộng đồng và làm phóng sự cộng đồng từ nó để gửi về cho đồng hương chúng ta ở khắp mọi nơi biết cộng đồng tại hai vùng Oregon và Vancouver sống làm việc như thế nào, mà nghe rất là trẻ trung, sinh động, hợp tác, đa tài, đa năng, phải không thưa quý vị? Nhưng mà thưa anh Tháo trước và anh Minh có thể nói thêm là cái những cái sinh hoạt của mình ở trên đó, thì ngoài cái hội Tết mà Đỗ Hùng vừa thưa cùng quý vị, thì có những sinh hoạt nào mà thường niên trong năm thưa hai anh? Dạ, thì tụi em cũng tổ chức một cái mình cũng có một cái hội thanh niên, thì mình tổ chức hàng năm đầu thì tổ chức 2 tuần 1 lần cho các cô các chú bác để hàng nguyên sinh hoạt để họ gần gũi với cộng đồng, và sau một năm đầu thì năm sau thì mình tổ chức hàng tháng với sự hưởng ứng rất là nhiều của các cô chú hội thanh niên. Ngoài ra thì mình cũng có cái những cái lớp sinh hoạt trẻ cho các em, vì mình muốn có một cái thế hệ tiếp nối con cháu của thế hệ mình để mình dẫn các em vào cái đường sinh hoạt cộng đồng, cho nên tụi này đã làm được gần 2 năm nay thì rất là tốt. Ngoài ra thì hàng năm thì hai cộng đồng ở trên đây cũng cùng với nhau để tạo với một cái chuyến xe hoa, cái flow đó ở trên đây nó có một cái rose parade rất là lớn, cũng tương đương với lại cái nó nhỏ hơn cái Pasadena Rose Ferry, nhưng mà nó cũng đã một cái để cho hai cộng đồng mình show những cái hình ảnh văn hóa của người Việt Nam, để mình tạo những cái hình ảnh cho cái những cái chính quyền địa phương và người dân ở đây họ có cái cảm tình với cộng đồng đó. Thì đó là những cái sinh hoạt hàng năm mình vẫn làm anh. Còn phía anh Phạm Minh thì như thế nào thưa anh? Không, cái đó là bên Portland. Và một cái điều chúng tôi cũng tò mò nữa đó là với một cộng đồng trẻ trung và có tổ chức và hợp tác nhau như vậy, đa năng đa tài như vậy, thì chúng ta có đưa những cái gương mặt nào của chúng ta vào trong dòng chính trở thành những vị dân cử tại địa phương không thưa hai anh? Chào anh Nam. Tháo trên đường dây đây. Cách đây để trả lời trực tiếp câu hỏi của anh Nam, thì Tháo nhớ rằng cách đây không lâu thì có bác sĩ Trần Chu Thủy, cô ta vừa là bác sĩ nhãn khoa và vừa là một vị trung tá trong lực lượng không quân của vệ binh quốc gia Oregon. Cô đã ra ứng cử nghị sĩ, nhưng mà rất tiếc là cô đã không có đủ số phiếu để thắng cử.
Nhưng mà cái điều đó đã không có làm trùng bước những người trẻ hiện tại. Cũng có những người trẻ hiện tại, như ngày hôm qua cũng có một cô có ước mơ rằng cô cũng sẽ ra ứng cử thị trưởng nếu mà cô duy trì được sức khỏe và cái niềm tin là có một ngày nào đó sẽ có một người Việt Nam trở thành một ủy viên thành phố hoặc là thị trưởng, cho dù là một thị trưởng của một cái thị trấn rất là nhỏ. Và đó là cái bước kế tiếp để mà từ từ mình đi vào cái dòng chính trị của tiểu bang Oregon, và nói xa hơn nữa là dòng chính của nước Mỹ. Washington mình có ai mình? Miền Nam của Washington thì hiện tại mình chưa có những người của cộng đồng involve. Khoảng 6 năm về trước thì cái người thị trưởng ở đó là một cựu chiến binh Hoa Kỳ, thì họ cũng làm việc rất là gần gũi với cộng đồng. Nhưng mà vừa rồi thì có một thị trưởng mới, mình người Việt của mình thì cũng rất là còn ít ở đó, cho nên mình chưa có nhúng tay vào trong cái vòng chính trị ở địa phương. Mình có những cái người đại diện của bên phía Mỹ đến cộng đồng để kêu gọi mình ủng hộ cho họ. Đó là một cái cách mà mình có thể làm trong thời gian hiện tại ở cái miền Nam Washington. Sau khi nghe hai anh Vạn Đỗ Hùng tường trình, tôi có cảm giác như là cộng đồng người Việt ở tại Oregon, tiểu bang Oregon, và cộng đồng người Việt tại Vancouver, Washington ấy, nó giống như một cái bảo tàng viện để giữ cái truyền thống đạo đức sinh hoạt lễ nghi của người Việt của chúng ta nhân mùa lễ Tết, mà lại còn là một cái vườn ươm những tài năng cho thế hệ trẻ từ tiếng Việt cho đến cổ suý ra tranh cử vân vân. Khiến tôi rất là cảm thấy bị lôi cuốn bởi cái sự sinh hoạt của hai cộng đồng ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ này. Câu hỏi này xin dành cho anh Đỗ Hùng là anh giờ này đó, nếu anh vừa rời khỏi San Jose có mấy tháng và anh cũng sống tại tại Oregon có mấy tháng, cho nên cái kiến thức của anh về hai vùng đất này nó còn rất là tươi mới, thì anh nghĩ rằng cái quyết định anh rời khỏi San Jose về Oregon sống đó, cái quyết định đó là quyết định đúng hay là còn đang chưa chắc anh? Hùng cũng đã từng trả lời trên Cali Today khi mà cái interview cuối cùng mà Nam phỏng vấn Hùng trước khi Hùng rời San Jose đó, thì phải nói là vấn đề sinh hoạt cộng đồng đó, là bây giờ Hùng đã sinh hoạt cả mấy chục năm rồi, từ năm 1994, bây giờ những người dân từ Đức Tháo, Phạm Đức Anh và những người bây giờ họ bắt đầu sinh hoạt trong tương lai, nhiều thế hệ nữa sẽ có những người khác tiếp nối, và thành ra Hùng Minh là có những điều gì đó giúp được á về vấn đề cộng đồng thôi, thì Hùng xin giúp ý kiến với anh Từ Đức Tháo và anh Phạm Minh. Mà vừa rồi Hùng đi hội chợ thì Hùng cũng có nhiều cái điểm Hùng quan sát, và Hùng cũng có nói chuyện riêng với anh Tháo, với anh Minh về những cái vấn đề tổ chức như thế nào cho nó tốt hơn, và trong tương lai có thể mình phát triển rộng hơn. Còn cái tiếp tục là gì bây giờ, cái đề tài qua một chuyện khác là tập trung về vấn đề tranh đấu của Việt Nam nhiều hơn. Thành ra còn qua bên này đó thì nó có nhiều cái thời giờ và nhiều cái mình có thời giờ hơn để mình tập trung vào cái chuyện tranh đấu bên Việt Nam hơn. Nó qua đây Hùng cũng có cảm nhận từ nơi mà cộng đồng bên anh Minh với anh Tháo một chỗ, đó là tất cả những cái bài diễn văn mà anh Tháo hay là anh Minh đọc trong những cái lần hội chợ Tết đó, thì không chỉ nói riêng về cái vấn đề mà phát triển cộng đồng và giữ cái văn hóa, mà trong đó đều luôn luôn có một cái câu là làm sao chúng ta mong có cái ngày mà thật sự thấy được một nước Việt Nam thật sự có tự do và dân chủ. Thì Hùng thấy là cái ý thức của Minh, anh Tháo với anh Minh đó rất là sâu. Tuy là giữ cái văn hóa, giữ cái làm cho cộng đồng như là bảo trì cái văn hóa đây, nhưng mà luôn luôn nó ông có một câu là đừng quên là chúng ta vẫn luôn luôn chờ cái ngày mà một nước Việt Nam mà thật sự có độc lập tự do. Thành ra Hùng rất là cảm kích cái đó từ nơi anh chủ tịch Từ Đức Tháo bên này và anh chủ tịch Phạm, hai người rất trẻ nhưng mà rất là ý thức chính trị như vậy. Thành ra Hùng nghĩ là qua đây thứ nhất là Hùng sẽ cái kinh nghiệm hoạt động cộng đồng mình thấy cái gì đó mình có thể giúp được trong thời gian anh Tháo làm chủ tịch và anh Minh làm chủ tịch, mình giúp về cái phương diện cộng đồng. Nhưng mà lẽ nhiên là Hùng sẽ tập trung nhiều hơn về những cái chuyện trong tương lai, mà anh biết là bây giờ tình hình bên Việt Nam rất là đang biến chuyển, thì nhiều mặt cho mỗi người một giai đoạn, anh Nam phải không? Dạ.
Nhưng mà hỏi anh Minh với anh Tháo là cái đa số người Việt mình trên vùng đó sống bằng nghề gì anh? Dạ chào anh Nam. Dạ, đa số những người Việt hiện tại đang sống ở tiểu bang Oregon thì làm tất cả những cái việc mà như người Mỹ vẫn thường làm, là mình đi làm các công sở, các hãng xưởng lớn, hạn như hãng Nike, hãng Intel, rồi hãng HP ở bên Vancouver, và có những cái dịch vụ mà trên khắp nước Mỹ hay là ở thành phố, các thành phố của tiểu bang Cali, thì mình thấy rõ là cái nghề làm nail hoặc là những cái dịch vụ khác đều có những người Việt của mình có mặt trong đó. Ngoài ra cũng phải kể đến là cái lượng học sinh và sinh viên rất là đông đảo của tiểu bang Oregon của mình. Và cái tỷ lệ mà người Việt Nam mình thất nghiệp á, thì mình nghĩ rằng rất là ít so với người Mỹ trắng và người da đen. Điều đó chứng tỏ thấy là người Việt mà hiện đang sinh sống ở trên tiểu bang Oregon của mình á, rất là cần cù và chịu khó. Nó nói lên cái truyền thống tự hào dân tộc và cũng nói lên được cái bước tiến của những người mà đã phải xa rời quê hương, thì phải tạo cái điều kiện tốt cho cái đời sống cho bản thân mình và cho gia đình. Cảm ơn. Không biết là anh muốn bổ sung thì em thêm. Thấy là nó cũng sát với lại bên Portland thì cũng rất là nhiều người làm trong các ngành như điện tử, nhưng mà đặc biệt có một cái là tất cả những cái bệnh viện ở bên đây thì tất cả các bác sĩ ở trong đó rất là giỏi, cũng rất là nhiều bác sĩ làm ở trong những cái bệnh viện ở đây. Một số thì đã làm vào cho cái những cái bộ phận lãnh đạo hoặc là những cái specialty, những cái chuyên nghiệp, những chuyên ngành như là mổ ốc hoặc là mổ những cái bộ phận rất là quan trọng, thì ở đây được có một số thành phần kỹ thuật rất là cao như vậy, nên cũng được rất là người dân địa phương cũng rất là ngưỡng mộ. Và một số lớn thì cũng làm về các ngành như là landscape ở đây, cũng như nail. Nói chung là người Việt Nam mình có một cuộc sống rất là cũng rất là tốt ở bên Vancouver. Cái sức mạnh về cái buy and power đó, là về có như cái về tài chính đó, thì mình cũng rất là tốt. Nói chung thì cũng rất là mừng cho tất cả cộng đồng của mình ở đó. Vậy thì thưa quý vị, Nam có cái niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn. Niềm vui là chúng ta mừng là cái cộng đồng người Việt tại Oregon và Vancouver của Washington đó, phát triển thịnh vượng, nghề nghiệp từ mọi giới đều có nghề nghiệp của mình và cái đời sống rất là sung túc. Tuy nhiên quý vị biết tôi có buồn như thế nào thưa quý vị, và tôi bị thua độ rồi. Tôi cá với mọi người là Đỗ Hùng sẽ quay ngược trở lại San Jose trong vòng một năm. Tôi cá độ là anh Đỗ Hùng sẽ quen cái ồn ào náo nhiệt của San Jose, chịu không nổi cái buồn nghịch đó đâu, và anh sẽ quay trở về một năm. Mà cách nói của Đỗ Hùng và của hai anh như vậy, tôi nghĩ là tôi bất anh Đỗ Hùng vĩnh viễn của San Jose rồi, và tôi sẽ thua cuộc trong cái cuộc cá độ này rồi thưa quý vị. Trở lại cái chuyện của cộng đồng mình á, thì với dân số tại Vancouver của người Việt mình có khoảng 4.000 như anh Phạm Minh nói, và khoảng 29.000 tại Oregon như từ được Tháo nói. Như vậy với cái dân số ít như vậy so với các cái thành phố như Nam Cali, Bắc Cali, Houston á, thì các vị dân cử họ có mang tới mình nhiều không anh? Ở dưới này mình tổ chức bởi vì là các vị dân cử chạy đến rầm âm âm như vậy, nhưng mà trên đó thì dân số ít, cử tri ít, thì họ mình có được các vị dân cử chú ý quan tâm nhiều như ở San Jose và Nam Cali, Houston không anh? Chào anh Nam. Anh Nam hỏi Tháo một câu mà Tháo sẽ trả lời ngay lập tức, đó là các vị dân cử ở đây và kể cả ông thư ký của tiểu bang Oregon rất chú trọng đến số người đã trở thành công dân Hoa Kỳ, và ông ta muốn là tất cả những người Việt đã có quốc tịch Hoa Kỳ phải đi bỏ phiếu.
Bằng chứng là ông ta đã cử một người trợ tá đến gặp Tháo tại Tư Gia để mà nhờ Tháo đọc cái message của ông từ tiếng Anh sang tiếng Việt, và trong nay mai sẽ phát đi trên khắp tiểu bang, kêu gọi tất cả những người Việt Nam có quốc tịch Hoa Kỳ phải đi bỏ phiếu trong các lần đi bỏ phiếu sắp tới. Nói cho đúng ra thì bà con mình trở thành công dân Hoa Kỳ rồi cũng có trở ngại nọ trở ngại kia, hoàn cảnh của mỗi người có khác nhau, cho nên cũng ít đi bỏ phiếu, và các vị dân cử Hoa Kỳ rất là quan tâm đến vấn đề đó, cho nên họ đã gửi một cái người phụ tá đến làm việc với Tháo, và họ cũng khuyên Tháo rằng nếu mai kia có những cái thông báo của chính phủ tiểu bang á, thì nhớ căn dặn bà con là phải đi bỏ phiếu cho đầy đủ. Thì yeah, cũng mới sáng nay cũng mới nhận được cái email của ông thư ký của tiểu bang, cũng có nhắc nhở và khẳng định là cái cuộc bầu cử vừa rồi, cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi tại tiểu bang Oregon, bỏ phiếu bằng cách gửi thư rất là chính xác, và không có bị bất cứ một cái thế lực nào ở bên ngoài chen lấn vào để mà làm cho cái cuộc bầu cử sai trái về con số. Và bằng chứng là trong những cái trong ngày hội Tết thì ngay cái buổi lễ hội cũng có Congressman Earl Lumineer cũng đến tham dự hội Tết, thị trưởng của thành phố Beaverton và rất nhiều nghị viên của thành phố, và kể cả bà chủ tịch quận Monomoy cũng đến tham dự hội Tết. Điều đó chứng tỏ các vị dân cử người Mỹ rất chú trọng đến cộng đồng người Việt của chúng ta và muốn có một cái tiếng nói đối với cộng đồng người Việt, và cộng đồng người Việt ngược lại cũng vậy, khi có những cái cuộc bầu cử thì phải nên đi bỏ phiếu thật đông đủ. Cảm ơn anh Nam. Còn anh Vinh thì như thế nào ở Vancouver thưa anh? Riêng về phần ở bên Vancouver thì cái thành phố nó hơi nhỏ, nó hơi xa cái thủ đô của tiểu bang Olympia. Thì mình cũng có cái dịp làm việc với một anh chủ tịch ở trên Seattle, thì anh đó cũng trẻ như mình. Thì cộng đồng ở trên đó mình có khoảng chừng, mình nghĩ là khoảng chừng 40.000 hay tới 60.000 người Việt, cho nên họ rất là làm việc rất là chặt chẽ với chính quyền và những cái vị dân biểu trên những cái cộng đồng bự. Còn so với cộng đồng nhỏ như này thì mình cũng bắt đầu làm việc với những cái người dân biểu của tiểu bang. Vừa rồi họ cũng đến đến với lại cái hội cao niên của mình, thì mình cũng bắt đầu giới thiệu tất cả các anh chị em trong ban chấp hành và các anh chị em trẻ sinh hoạt trong cộng đồng. Mình bắt đầu mở rộng cái đường để liên lạc với họ, tại vì hay quá. Cộng đồng mình cũng mới bắt đầu trở lại làm hoạt động mạnh khoảng chừng 4 năm nay, thì cái đó là một trong những cái mình cộng đồng ở Vancouver đang làm. Còn ngoài, chúng tôi được biết tại Oregon thì có những tờ báo như là Phương Đông, Người Việt Tây Bắc, một số tờ báo khác từ Seattle đem về, và tại đó có tờ Thời báo Oregon. Nhưng mà ngoài ra nó có những cái truyền hình radio trên đó của bằng tiếng Việt, thưa anh chị. Dạ, chào anh Nam. Ngoài ra những cái tờ báo mà anh Nam vừa mới nhắc đến, mình cũng xin nhắc lại một lần nữa, gồm có Tuần báo Phương Đông, Oregon Thời báo, Sài Gòn Nhỏ. Về TV thì có đài SPTN. Anh Hòa Nam là phóng viên thường trực của đài SPTN và cũng là một người bạn mới của anh Đỗ Hùng. Anh rất siêng năng trong vấn đề đưa tin tất cả những cái sinh hoạt thuộc về tôn giáo, thuộc về sinh viên học sinh, thuộc về các hội đoàn, và nhất là các sinh hoạt của cộng đồng. Anh Nam đều đến quay phim và nhanh chóng đưa tin để truyền đi trên đài SPTN và truyền đi trên khắp nơi, mọi nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Anh Minh thế nào anh nhỉ?
Ở bên Vancouver có cái đặc biệt về truyền thông là sao thưa anh? À, Vancouver thì mình không có, mình có cái cộng đồng rất là nhỏ và mình không có cái tòa báo hoặc là cái đài TV. Nhưng mà nó mình có bên cạnh đó mình có chùa hay nhà thờ riêng của mình đúng không anh? Dạ, mình có một cái cộng đoàn, một hai cái chùa ở Vancouver. Cũng các Phật tử và các mình giáo dân cũng có một nhà thờ. Sở dĩ chúng tôi hỏi như vậy đó quý vị, để cho quý vị chưa đến Vancouver của Washington State cũng như chưa đến Oregon, quý vị thấy chúng ta có đầy đủ từ truyền thông cho đến công việc, cho đến giáo dục, cho lễ hội, rồi cộng đồng, rồi tôn giáo. Chúng ta gần như có đủ mọi thứ thưa quý vị. Và một cái điều tò mò nữa, cái giá cả về nhà cửa trên đó có đắt đỏ lắm không anh? Câu hỏi này chắc là anh Đỗ Hùng dễ so sánh hơn so với San Jose như thế nào anh Đỗ Hùng? Không, nhà cửa bên đây thì ngon lành hơn nhiều. Ngon lành hơn nhiều. Thật ra phải nói là một phần mà mình có thể có nhiều thời giờ hơn, mình có thể retire hơn được, mà dân Cali qua đây có thể retire sớm được đó, là nhà cửa bên này. Một cái nhà bên này thí dụ như là 600-700 ngàn thôi là tương đương với cỡ 2-3 triệu ở một cái khu đắt tiền ở bên San Jose. Thành ra là, mà hơn nữa một cái đặc biệt mà bên anh Từ Đức Tháo đó là không có sales tax. Anh Nam mà đi Costco, đi bất cứ nào mà mua TV rồi hay là cái gì đó, hay là ngay cả mua xe hơi là zero tax, không có sales tax. Và có một cái đặc biệt bên Oregon này nữa đó, mà chỉ có nước Mỹ là tiểu bang của Từ Đức Tháo có thôi, là khi mà anh ghé vào mấy tiệm xăng đó là anh không có được ra khỏi xe để đổ xăng nha. Anh phải ra khỏi xe đổ xăng. Đúng rồi, cái đó là cái mà năm ngạc nhiên lúc là khi năm ghé trên Oregon mà mình yeah. Mình đổ xăng năm giật mình luôn hết biết không. Okay. Có một cái đặc biệt nữa mà Nam ơi, có một cái nữa mà Tháo với mình không có nói đó là tiệm phở bên Vancouver tuy nhỏ vậy mà tới phải nói là gần 10 tiệm phở, còn Oregon thì bên Portland của Tháo thì rất là nhiều, mà phải nói đa số không phải là Việt Nam của ăn mà Mỹ của ăn không. Yeah. Tiệm nào cũng đắt khách hết, cũng ngon lành hết đó, và bên tiệm phở là rất khách ở bên này. Yeah. Như vậy cái dịp tới, cái sinh hoạt cộng đồng lớn vào dịp tới sẽ là dịp nào thưa anh Tháo và thưa anh Minh? Sắp tới đó. Mình chuẩn bị đây thì mình có một cái lễ 30 tháng 4 thì hai cộng đồng cũng sẽ chuẩn bị tổ chức lễ 30 tháng 4 vào tháng 4, và sau tháng 4 thì mình có một cái dịp chuyển thành xe hoa cho tất cả thành phố ở đây, và cái chương trình chuyển thành xe hoa thì nó sẽ tường trình trên đài National của Mỹ, liên bang, thì sẽ chiếu đi toàn thế giới. Cái tháng 4 ta biết rồi, nhưng mà cái lễ mà Rose Parade thì nó nghe khoảng tháng nào thưa anh? Anh vừa mới trả lời. Sắp tới thì mình có tổ chức lễ hội ngày tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4, ngày Chủ nhật năm nay, 30 tháng 4. Và kế đến là ngày lễ hội Hoa Hồng, là nhằm ngày 10 tháng 6. Và cả hai cộng đồng người Việt Clark County, tức là bên Vancouver của tiểu bang Washington, và cộng đồng người Việt thuộc tiểu bang Oregon sẽ phối hợp để mà làm ra một cái chiếc xe hoa, và mình cùng đem xe hoa xuống phố để diễu hành cùng với các cộng đồng bạn và những cái hãng xưởng mà hàng năm có đóng góp cái truyền thống văn hóa đối với cái ngày lễ hội Hoa Hồng của thành phố Portland. Ngoài ra thì cộng đồng cũng nói thêm những cái sinh hoạt kế tiếp của cộng đồng Oregon. Ở đây có cái điểm nổi bật nhất là mình có khai thuế miễn phí cho những người có income thấp. Và trong cái việc làm thầm lặng của cái nhóm thiện nguyện khai thuế miễn phí những người có income thấp á, năm ngoái thì cộng đồng người Việt của tiểu bang Oregon khai thuế được 500 người, được 500 hồ sơ cho những người Mỹ, những người Mễ và người Việt. Mà nói cho Nam rõ là người Việt mình thì ít, nhưng mà người Mỹ và người Mễ thì rất là nhiều. Họ biết đến cộng đồng mình rất là nhiều qua cái chương trình khai thuế miễn phí. Chương trình khai thuế miễn phí
ở đây không những phục vụ cho đồng bào ở trên đất của Oregon mà còn phục vụ cho cả người từ bên kia sông, tức là bên Vancouver qua đây nữa. Ngoài ra, cộng đồng người Việt của Oregon mình cũng có những cái sinh hoạt, chẳng hạn như là mình đi phát bánh mì cho những người vô gia cư. Có lúc mình phát bánh mì được đến 500 người cho một lượt phát bánh mì. Và đa số những người vô gia cư đó, người châu Á của mình rất là ít, và đa số là người Mỹ. Rất dễ thương. Rồi sau cái lễ hội Hoa Hồng thì lại đến Tết Trung Thu, thì cũng như cộng đồng người Việt bên Clark County, thường thường thì bên anh Minh và bên Tháo tổ chức hai ngày khác nhau, hai anh em luân phiên nhau, người trước người sau, để mình có cơ hội người bên đây xong qua dự Tết Trung Thu của người bên kia xong. Tổ chức rất là được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh và nhất là cái giới thiếu niên để tham dự. Có lẽ quý vị nghe mà cũng thú vị rồi phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu có hình ảnh thì rất là tốt. Thì vào tháng 4 năm nay chúng tôi bị bận một số event tại miền Bắc California, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng có mặt tại lễ hội Hoa Hồng tại Oregon và sẽ cố gắng đến thăm hai vùng đất mà quý vị đang nghe nói tới qua anh Phạm Minh và anh Từ Đức Tháo, đó là cộng đồng người Việt tại Vancouver của Clark County và cộng đồng Việt Nam tại Portland, Oregon thưa quý vị, để quý vị nhìn một cách sinh động như thế nào qua hình thức phim truyền hình của hệ thống truyền thông Cali Today. Trước khi chia tay quý vị thì xin anh có điều gì chia sẻ cuối cùng để chúng ta có thể chia sẻ với quý thính giả xa gần. Trước khi tạm biệt anh Nam và tạm biệt quý khán thính giả, thì mình cũng muốn nói thêm là cộng đồng người Việt Oregon cũng quy tụ được rất nhiều hội đoàn xung quanh, chẳng hạn như là hội cao niên. Thường thường thì hội cao niên có sinh hoạt độc lập mỗi tuần một lần hoặc là mỗi tháng hai lần, và các hội đoàn thuộc về bên cựu quân nhân, chẳng hạn như hội ái hữu cựu quân nhân thi quân lục chiến, hội ái hữu cựu quân nhân khối không quân, hội ái hữu cựu quân nhân trường sĩ quan võ bị Đà Lạt, hội ái hữu cựu quân nhân trường sĩ quan từ bị Thủ Đức. Ngoài ra còn có hội thợ máy và các hội sinh viên học sinh của các trường đại học, chẳng hạn như trường Portland Community College và trường Portland State University và University of Portland. Kể cả học sinh trung học thì cũng có hội ái hữu của trường trung học Madison, trường trung học Franklin và trường trung học David Douglas. Rồi cái điểm nổi bật là ngày xưa thì chỉ có các hội cựu sinh viên, hội sinh viên ở các trường đại học. Hiện nay thì còn có các hội học sinh của các trường trung học. Mình thấy cái đó là một cái điểm rất là mừng, bởi vì các sinh hoạt cộng đồng từ nay có các cháu tham dự và từ đó tạo ra một cái đà để cho các cháu càng khi càng lớn lên thì biết đến cộng đồng và là thế hệ nối tiếp để mà thay thế Tháo, thay thế Minh sau này. Cảm ơn anh Nam và cảm ơn anh và mời anh Minh. Riêng Minh thì Minh cũng cảm ơn anh Phục Văn hôm nay, thì Minh cũng rất là muốn tất cả các cô chú bác anh chị em ở bất cứ nơi nào cũng có một cái cộng đồng, dù nhỏ như Vancouver cũng có một cái cộng đồng, thì tất cả chúng ta hãy góp một bàn tay để duy trì cái cộng đồng, tại vì cộng đồng là cái hậu cần của mình, dù mình muốn làm cái chuyện gì sau mai này, cho nên mình bắt buộc mình phải gìn giữ cái cộng đồng dù nhỏ dù lớn. Cho nên mình rất nhờ các anh chị, anh Trung cũng đã làm trong đài SPN, cũng đã làm công việc đã thông báo và liên kết những cái hội đoàn với nhau để giúp những cái cộng đồng nhỏ như Vancouver. Mình mong tất cả các anh chị em, cô, chú, bác kêu gọi rất là rộng ra để giúp tất cả cái thế hệ của mình gìn giữ cộng đồng và tạo lên những cái điều kiện cho những cái thế hệ kế tiếp
thì mình sẽ có những cái cộng đồng như vậy mãi mãi trên nước Mỹ. Mình đã đến đây gần 36 năm, nhưng mà mình cũng rất là mong là cái cộng đồng mình sẽ tồn tại lâu hơn đó nữa. Xin cảm ơn anh Nam và cảm ơn tất cả các quý vị lắng nghe. Và có lẽ lời cuối xin dành cho Đỗ Hùng. Cảm ơn anh Nam. Con cái mà anh Minh anh quên tiết lộ cho Nam với mọi người đó là bà xã của Minh đó là những San Jose đó anh Nam. Ông qua bên tận San Jose, ông lấy bà xã bên lúc cô bên San Jose đem đây đó. Nam ơi, thì Hùng đã nói đó, thì vấn đề mình đã sinh hoạt cộng đồng từ lâu rồi, từ hồi còn trẻ nữa. Respect của Hùng là một trong những người trẻ làm cộng đồng, cho nên bây giờ Hùng thấy hình ảnh từ Đức Tháo và bên Phạm Minh đó, Hùng rất là thấu cảm và rất là hiểu những anh em mà bây giờ nhớ nên họ còn làm hay hơn mình rất là nhiều nữa, và hy sinh rất là nhiều, nhất là ở một cái xứ thời tiết này. Thành ra thì đi đâu vậy, thì nếu mà Hùng có cái cũng là một cái may là được gặp hai người chủ tịch đây. Thành ra người trẻ thành ra mình đi được thì được ý kiến. Còn lẽ nhiên là như Nam biết rồi, là Nam với Hùng là anh em mình, là cái vấn đề chính là những cái vấn đề chính trị đối với dòng chính và những cái vấn đề mà bên Việt Nam. Thì cái chuyện đó thì khi Hùng qua đây thì Hùng đỡ được một cái là cũng không có bị dính líu nhiều với những cái chuyện địa phương, để mà tập trung vào trong tương lai hơn. Thì hy vọng trong tương lai sẽ tường trình trên Cali Today, hy vọng là trong năm 2017 này, với những cái biến chuyển mà phải nói là đang là đẫm máu bên Việt Nam bây giờ, thì bên hải ngoại chúng ta làm được gì thì chúng ta làm, và hy vọng là sẽ có những cái dấu hiệu tốt cho đất nước trong tương lai. Mà cái điều đó, mà cái điều anh để ý thấy giữa anh Thắng với anh Minh đó, là những cái sinh hoạt về văn học, về truyền thống đó, thì hai anh thay phiên nhau tổ chức để cho đồng hương có nhiều nơi đi bên Washington, đi bên Oregon. Nhưng mà những cái vấn đề mà chính trị, chẳng hạn như 30 tháng 4 hay là ngày quân lực gì đó, thì chỉ có một nơi tổ chức thôi. Hai cộng đồng rất là phối hợp để thành một nơi tổ chức thôi, để tạo một cái sức mạnh chính trị lớn ở đây. Thành ra đó là cái điểm son mà Hùng thấy ở bên hai cộng đồng giữa anh Từ Đức Tháo và anh Phạm Minh, anh Nam. Và lần nữa rất cảm ơn anh Nam đã cho cơ hội ba anh em gọi là cựu chủ tịch và đương kim hai chủ tịch, và có dịp Hùng gửi lời lại thăm đồng hương ở Bắc Cali, và nhất là sẽ gặp lại Nam trong khi hồi nãy Nam nói là sẽ qua đây gặp anh Tháo. Nam nghe hấp dẫn quá, Nam sẽ có mặt để mà ở vài ngày chung với anh em và quan sát những cái sinh hoạt của anh em. Rất là cảm ơn Đỗ Hùng, Từ Đức Tháo và anh Phạm Minh. Nam ơi, trước khi chị tay anh Nam á, thì Tháo cũng có một cái đề nghị nhỏ nhỏ như thế này. Thì thường thường á, là tất cả những cái sinh hoạt cộng đồng á, đều được anh Hoài Nam, anh quay phim và anh đưa trên đài SPTN. Thì nếu mà anh Nam thấy thuận tiện á, thì những cái sinh hoạt cộng đồng của cộng đồng người Việt Clark County hay là cộng đồng người Việt của tiểu bang Oregon á, thế nào thì Minh và Tháo cũng có email và cái số phone của anh Nam, và thông báo cho anh Nam, rồi anh Nam dành cho một cái cuộc phỏng vấn ngắn. Thì những cái bản tin đó nếu mà được đưa lên Cali Today thì bà con ở dưới đó coi cũng thấy được cái sinh hoạt ở trên này rất là đầy đủ và trung thực qua cái sự phỏng vấn của anh Nam sau này. Anh Nam sẽ có những cái kế hoạch cụ thể và thưa trình với hai anh sau, trong một hai ngày tới. Xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị. Và thưa quý vị, một câu chuyện mà Nguyễn Xuân Nam rất là thú vị để phát hiện thêm những nét đẹp của cộng đồng Việt Nam trên khắp mọi nơi. Xin trân trọng kính chào quý vị.